few housekeeping notes. Toilets around the corner, just around there, ladies and gentlemen. Turn your phones to silent or vibrate, etc. And let me just try and put this. Okay, is that better? This event will be in Vietnamese and English. So Lee and Hua will talk in Vietnamese, and Van from our FEH committee will translate into English. We've got a lot to get through, so apologies for starting late. We've got a lot to get through with the presentation, Q&A, a little exhibition tour, and you're very welcome to stay for refreshments afterwards and more discussion with the archives, okay? So this is the FEH's fifth and final event as part of the VFCD Festival, but not our final one in November. We've got many more. So thank you to the VFCD team for inviting FEH to take part. And this is being live streamed by the Grapevine Media team, so you can also watch it post-event and also send the link to your friends to watch. So I just want to say thank you to Hua, Hua, who's the director of the archives, Lee, who has put the presentation together, Lee over there, and the rest of the archives team and the technical team, and also Nguyen Thi Minh Thuy, who is, we'll introduce her later. She's the daughter of Bui Chang Chuk, who's the artist who created the emblem. And thank you to all of the archives team, because Saturday is their day off. It's not normally open, but they very kindly agreed to host this event as part of this important festival. And I just want to say a public thank you. Can you hear me? I just want to say a public thank you to one very special person. I know some people from FEH have heard this story before, but I think it's really important that I give her a personal thank you. She'll be asleep now. She's in Belgium, so she's 7 hours, 6 hours behind us. Her name's Sarah Cosmans. Her name's Sarah, and she was in Vietnam just for 3 months last year, from March, April, May, doing her PhD. And she joined FEH because a friend of hers recommended for her to join FEH. So she came to many of our events. But there was one occasion she had to cancel, and she didn't have to tell us why she canceled. So she could have just said, I can't come. But she gave the explanation. She said, I can't come because the director of the National Archives has invited me to come to an opening of an exhibition at the Dien Bien Phu Museum. So we thought, oh, wow, this is amazing. So she evidently knows the director very well. So to cut a long story short, she very kindly put us in touch with Hua here. And since last May, we've had an amazing relationship with Archive Centre 3 and Archive Centre 1. And I think we are, FEH is the only non-academic organisation to partner with the archives like this, I think. Well, let's say we are. So we get privileged chances to do behind the scenes tours and events like this. So Sarah, thank you very, very much, because if it wasn't for you and your little comment, this would never have happened. And also through that, the archives now partner with RMIT, the students do work for them. And there's a few projects that UNESCO are now aware of through another of our FEH members, Lucille. Thank you, Lucille. And also one of our members here, Kai, who has another project that would never have got off the ground without the archives' help either. So Sarah, just a round of applause for Sarah. Thank you, Sarah. And so with no further ado, I'm going to pass you to Hua, who's going to do a short introduction to the archives for people that don't know the archives, so that you can see the context of how this presentation of the flag, emblem, and national anthem fit in. But before we do that, we're going to stand, please stand, for the national anthem of the Socialist Republic of Vietnam. Thank you.
Good morning, everyone. My name is Trần Việt Hoa. I'm the director of the National Archive Center number 3 in Hanoi. First of all, I would like to say thank you and welcome all for attending this event today with us. This is a great opportunity for the National Archive to take part in the Festival of Creativity and Design, and we are very, very happy to welcome you all. First, I will briefly introduce about the archive and what we work and so some of you may have come to the archive before, but as you know that in the feudal time of Vietnam, we created the archive. Actually, in since the Nguyễn dynasty in 1021, so we been the nhà bá giác to keep the script, the documents, and also we have the tàng thư lâu. Actually, you see the different agency to keep the records for the Nguyễn dynasty. And also in the French time, the French governors of Cochin China give orders to collect and classify the documents. And they created the Office of Archive and Library that we call Nhà lưu trữ và Thư viện Đông Dương. And you know that the new government of Vietnam created in the 2nd of September 1945. And one of the very first decree of Ho Chi Minh president was to appoint Mr. Ngô Đình Nhu as the director of the National Office of Archives and Libraries in September the 8th of 1945. And also the President Ho Chi Minh and all the agencies gave many orders to protect the archive, not to destroy the old documents of French time and also the feudal time. And in 1962, they created the Archive Department under the Office of Prime Minister. And now, from 2003 up to now, so actually we have the State Record and Archive Department under the Ministry of Home Affairs of Vietnam to manage all the archive work in Vietnam. So you can see that in Vietnam now, at the central level, we have. Sorry for the. Okay. So we have four National Archive Center. That in Hanoi, we have National Archive Center 1 and Center 3 here. And in Ho Chi Minh City, we have another center number 2. And in Đà Lạt City, we have National Center number 4. So you may wonder why there are such different numbers belongs to National Archive Center. Actually, the numbers of the National Archive Center means that the orders of creation. Actually, you know that the first one, center number 1 in Hanoi was created in 1962. And after we have the unification of the country, so we collected all the documents from the Vietnam Cộng Hòa. So the South Republic government, and we created National Archive Center number 2 in Ho Chi Minh City. And in 1945,
1995, because the National Archive Center number one, they hold too much record, and so we have to separate the records, and we created a new one, this one. So actually this year is the 25th year of the National Archive Center number three. And in Đà Lạt, we have Trần Lệ Xuân, actually we have a very beautiful palace called Trần Lệ Xuân Palace. But we moved to the National Archive number four to keep the very special wooden records. Because in Đà Lạt, so you know that the weather is very good for keeping natural products. And actually, for the different archive, national archive, so if you come to the National Archive Center one, you can see all the documents about the feudal time and French time before 1945. And you come to National Archive Center to in Ho Chi Minh City, so you can see the records of the South Vietnam government, and also all the records from 1976 up to now in the South. And this archive center, so all the records of the modern Vietnam, so this government from 1945 up to now. And in National Archive Center 4, so you can see the whole wood block collection of the Nguyễn dynasty. And at the ministries and provinces, we also have archive agency. Each ministry have a body for keeping archive, and also provinces. And actually, what we are working. So you can see that with the staff of more than 100 people here, we keep the records from 1945 up to now, and the number of records over 13 linear kilometers. So actually, you can see three basements of this building was the storage area, and another building outside also the storage area for keeping records. And we have different kinds of records of administrative, scientific, audiovisual, and personal papers and records. And many records was collected from National Assembly Government Office and President Office and ministries. And we are very proud that we give the National Treasure of Vietnam, that the decrees of 1945-1946, the very first one of the new government in 1945. And also many valuable records. Such as constitutions of Vietnam and laws, and you can see. So when you have time during the week, you can come to our office and you see a lot of records. And records about the infrastructure, also many records. And this one, the record and artifact of civilian soldiers. Actually, we are very proud that we keep the personal letters and records, artifact of soldiers. So you know, there's a long story behind that. That's in the 1960s, 70s, many civil personnel who was working in the ministry, and they wanted to come to the South to fight for, to take part in the Vietnam War.
And before they coming, before they went to the battlefield, they must leave everything, personal belongings, such as records, artifacts, to a special agency in Vietnam. And they had another secret name as they went to the battlefield. But after the war, when the war ended in 1975, the special agency was dissolved and all the artifacts and records moved to the archive. But the many soldiers, they didn't know that. And you can see that nowadays we keep more than 72,000 of records from the soldiers. And many of them, we think that maybe 30% of them have been received the record, but many not, because they may died during the war or because of the change of the name of streets, also because they have another name, secret name. So this record and artifact of the soldiers, very special for their families, and we wish to return to their family as soon as possible. So if you come to our archive another day, so we invite you to visit the artifact and record of this of the soldiers. And also about the audiovisual records, we have films, photographs, reels about many important events of the countries, such as the very first photograph of the September 1945, when President Ho Chi Minh declared the independence. So actually, everyday work, what do we do? We do classify the records, to arrange the records, and also we do a lot of preservation work. And also we prepare the damaged record, and also we digitize record. And so we invite everyone, if possible, you can come to the archive, to the reading room, and to refer the records we keep. And also we do some activity like returning records to the family in some provinces. And do some exhibition, like we do exhibition in the National Assembly's house for the everyone who attend the meeting, they can know and they inform everyone about the archive. And we do some publication work. So many work with other national archives, like with the French or the US. And we also invite students to come to see the work of the archive. And if you want to follow all information in in our archive, so you can look at the Facebook or the website page. So that's what I want to introduce about the work of the archive. And again, thank you, Sarah, the FVH, and the organizer of the festival, creativity and design, and all of you to today. And we hope that we receive the support for our work. Thank you very much.
So now I would like to introduce Lee, who will present about the national identity of Vietnam. Good morning, everyone. Welcome to National Archive Center 3. I'm happy when I introduce the identity of Vietnam for you. With me today is Ms. Phuong Vân. She is the translator Vietnamese to English. It's clearly. Thank you very much. So good morning, everyone, and my name is Vân. I am a volunteer of Friends of Vietnam Heritage, and today is my great honor to be here, and I will support Ms. Lee in terms of translation during her presentation. So just in case my translation is not perfect enough, please accept my apology. And at the end of the presentation, we will have a Q&A session, so feel free to raise your voice in case of you need any clarification. Thank you very much, and we hope you enjoy the session today. Các bạn thân mến, lịch sử dân tộc Việt Nam đó là một vấn đề rất rộng lớn và lâu đời và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Trong đó, bản sắc dân tộc Việt Nam đó là một vấn đề rất là hữu ích, phong phú, đa dạng. Và hôm nay chúng tôi rất vui mừng để giới thiệu với các bạn về những bản sắc dân tộc Việt Nam. So, ladies and gentlemen, Vietnam has a very long history, and we are very proud of it. And actually, the topic of national identity of Vietnam is quite interesting for even Vietnamese ourselves. So today, we are very happy to introduce it to all of you. Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn các nội dung như sau. Thứ nhất là về khái niệm. Nội dung thứ hai, đấy là nguồn gốc và những yếu tố tác động đến bản sự hình thành của bản sắc dân tộc Việt Nam. Và thứ ba là bản sắc dân tộc Việt Nam đó là những yếu tố gì. Và cuối cùng đó, chúng tôi muốn giới thiệu cái nội dung chính là những bản sắc của dân tộc Việt Nam trong các biểu tượng quốc gia Việt Nam. So my presentation today will include four main sections. First, the concept. Second, origin and factors forming the national identity of Vietnam. Third, the national identity of Vietnam. And the last one, the national identity of Vietnam through different Vietnamese national symbols. Bản sắc đó là những cái nét đặc trưng riêng, đặc biệt và cái làm nên sự khác biệt giữa sự vật này, hiện tượng này với sự vật và hiện tượng khác. Bản sắc dân tộc đó là những nét đặc biệt, những đặc trưng riêng, đặc điểm riêng và sắc thái riêng của một dân tộc để phân biệt dân tộc này với một dân tộc khác. So identity could be understood as an inherent special feature which is unique to distinguish one from the others. And national identity could be understood as the special feature, the unique characteristic and nuance of each nation which have distinguished one from the others. Bản sắc của dân tộc Việt Nam đó là những yếu tố đặc biệt, đặc trưng riêng của dân tộc Việt Nam. Cái đã tạo nên dấu ấn sắc thái riêng của dân tộc Việt Nam, cái mà để phân biệt dân tộc Việt Nam với những dân tộc khác. Vietnamese national identity, it is the special and typical features that contribute to make imprinted characteristic and nuance of Vietnam, which have distinguished Vietnam from the other countries. Bản sắc dân tộc Việt Nam nó có rất nhiều yếu tố và rất rộng lớn. Tuy nhiên, để nghiên cứu bản sắc dân tộc Việt Nam, đó chính là chúng tôi nghiên cứu ở góc độ, cái khía cạnh là bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Actually, the Vietnamese national identity is a very huge topic. So basically, today we will view it as from the aspect of the cultural identity of Vietnam. Vậy thì những yếu tố nào đã tác động đến quá trình hình thành của bản sắc dân tộc Việt Nam? Chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi đề xuất những cái nội dung trước hết những yếu tố sau đây sẽ tác động đến văn hóa bản sắc của dân tộc Việt Nam đó là
yếu tố về vị trí địa lý, về điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội. There are a lot of different factors forming the national identity of Vietnam, but today we would like to focus on three main ones: geographical location, the natural condition, and the social condition. Trước hết, đó là về điều kiện địa lý tự nhiên. Như các bạn biết, Việt Nam là một quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á, khu vực châu Á, và Việt Nam phía Bắc tiếp giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây ạ, phía Bắc là tiếp giáp với Cộng hòa, phía Đông là giáp với Biển Đông, phía Tây tiếp giáp với Lào và Campuchia. Đấy là những cái điều kiện, cái địa lý, cái vị trí địa lý của dân tộc Việt Nam. Và cái vị trí địa lý này vì là giáp biển và biển Ấn Độ Dương, biển Thái Bình Dương, tức là cái Việt Nam nằm ở giữa cái ngã ba đường của các châu lục. Và hay nói khác, tức là có điều kiện giao thoa giữa Việt Nam với các quốc gia khác trên thế giới qua thông con đường hàng hải. So you can look at the map and you can see that Vietnam location is like East-West cultural exchange. It's located in the Southeast Asia, the north bordering China and Laos, China, the west bordering Laos and Cambodia, and the east and the south bordering with the East Sea. So it is an intersection which can bring about a lot of advantages for the marine trading. Khác với nhiều quốc gia khác thì Việt Nam có một đường bờ biển rất dài. Xin lỗi. Khác với nhiều quốc gia khác thì Việt Nam có đường bờ biển dài, trải dài từ Bắc vào Nam. Và đường bờ biển dài này nó có những điều kiện thuận lợi đối với sự hình thành phát triển của dân tộc Việt Nam cũng như quy định về bản sắc của dân tộc Việt Nam. So Vietnam has a long coastal line from the north to the south, which offers quite a lot of advantages, and we can see it from the aspect of national identity in different ways. Đấy là vị trí địa lý. Còn về điều kiện tự nhiên thì Việt Nam vì có đường bờ biển dài nên có những điều kiện hết sức thuận lợi về vị trí địa lý, về điều kiện khí hậu, về những hòn đảo, những quần đảo và về điều động vật, thực vật hay là những yếu tố để hình thành những cuộc sống của con người. Điều kiện tự nhiên này, ngoài ra thì Việt Nam còn là một nước mà có rất nhiều sông ngòi, hệ thống sông ngòi tương đối dày đặc từ Bắc vào Nam, là những vùng đồng bằng rộng lớn, là những khu vực mà để tụ tập để cuộc sống của con người có thể sinh sôi nảy nở. Besides the long coastal lines, the geography of Vietnam is also special in terms of flat terrain with many rivers, which create favorable living conditions. Và chính yếu tố điều kiện tự nhiên cũng như vị trí địa lý đó đã tác động đến cái hình sự hình thành của xã hội của người Việt Nam. Hay nói khác, quốc gia dân tộc Việt Nam được hình thành từ rất sớm. Việt Nam, quốc gia dân tộc này hình thành và gắn liền với cái sự phát triển của nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Và khoảng 2.000 năm trước công nguyên thì người đã có người Việt sinh sống trên dải đất hình chữ S của người Việt Nam. Và chính cái yếu tố đó đã cố kết, đã cộng đồng lại dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam lại với nhau. Regarding the social condition, we can see that Vietnam was formed since a very early time. 2000 years BC, we can find the artifacts of human living. So it is also associated with the wet rice agricultural civilization since the early time. Bản sắc của dân tộc Việt Nam nó hình thành ngay từ khi con người bắt đầu sinh sống trên đất nước Việt Nam, trên dải đất hình chữ S. Và bản sắc dân tộc Việt Nam đã hình thành thông qua quá trình mà con người phải đấu tranh để sinh tồn, đấu tranh với điều kiện thiên nhiên, đấu tranh với xã hội, đấu tranh với môi trường sống và đấu tranh cả với những cuộc xâm lược của ngoại bang, của ngoại xâm. So the national identity was formed in the early time people start their living by through different years peoples have to fight against different natural disaster and also fight against the foreign invaders to protect the life and the national independence. Qua hàng nghìn năm lịch sử thì dân tộc Việt Nam thời kỳ nào cũng phải đấu tranh với ngoại xâm. So over 1000 years of history, our country have fight against the foreign invaders. Hàng năm thì vẫn phải đấu tranh với thiên tai. And almost every year fight against the natural disasters. Và tất cả những yếu tố đó nó sẽ rèn luyện và hình thành nên bản sắc văn hóa, bản sắc của dân tộc Việt Nam. And to some extent all of these
factors contribute to form the national identity of Vietnam? Thưa các bạn, văn hóa nó rất đa dạng và phong phú và có rất nhiều những định nghĩa khác nhau. Nó là sản phẩm của văn hóa vật chất, sản phẩm của văn hóa tinh thần và do con người sáng tạo ra hàng ngày. Tuy nhiên nó để hình thành bản sắc thì nó phải là những yếu tố riêng biệt nhất. Vậy thì yếu tố riêng biệt nhất của bản sắc văn hóa Việt Nam đó là gì? Đó là lòng yêu nước, là tinh thần tự cường dân tộc, là tinh thần đoàn kết, là tinh thần tương thân tương ái, là mối quan hệ giữa cá nhân, giữa gia đình, giữa làng với nước và giữa đồng loại với nhau. Ngoài ra thì còn lối sống và các phong cách sống cũng là những yếu tố tạo nên cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. So Vietnam is a multi-ethnic country and the national identity of Vietnam could be viewed from different perspectives, such as the patriotism, the sense of national resilience, the strong solidarity and the spirit of community cohesion among individuals, family, village and country. Also, the characteristic of the Vietnamese people. Hình ảnh các bạn đang xem, đó là hình ảnh về những con người Việt Nam đoàn kết trong chiến đấu. So the photo on the screen, you can see that it is the image of the Vietnamese community with strong solidarity during the wartime. Thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam vì nền độc lập dân tộc và vì hòa bình. To fight against the invaders to protect the country independence. Cùng ngoài cái việc đoàn kết dân tộc thì người Việt Nam còn đoàn kết quốc tế. So besides the national solidarity, we also have a very strong international collaboration. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Vì vậy, vấn đề đoàn kết dân tộc là một vấn đề mà luôn luôn được quan tâm. As Vietnam is a multi-ethnic nation, so the solidarity among all the ethnic groups is a very big topic. 54 dân tộc trong cộng đồng Việt Nam thì có những sắc thái văn hóa riêng. Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất trong một đại gia đình của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. So 54 different ethnic groups in our nation have different cultural characteristics, but all united under the leadership of our government. Đây là một số hình ảnh về tấm lòng tương thân tương ái, tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết của người Việt Nam trước hoạn nạn. Và đây là hình ảnh mới nhất trong đợt lũ lụt vừa qua tại miền Trung của Việt Nam. You can see some photos expressing the strong community spirits of the Vietnamese people, and this the latest photo showing about the spirit of people grouping together to support for the central victims in the recent flood disaster in the central of Vietnam. Có thể là những hoạt động tương thân tương ái của các cá nhân với đồng bào, có thể là hoạt động của một cộng đồng, một địa phương với những địa phương đang bị thiệt hại, hoặc là có thể hoạt động ủng hộ chung tay của nhà nước đối với đồng bào mình. So to support for the sufferings of the central community, all the individuals or community groups or even the government join hands. Có thể nói là cái tấm lòng, cái tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam là thời kỳ nào cũng có. And the patriotism and the solidarity spirit of the Vietnamese people last for long over different periods of history. Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam thể hiện ở rất nhiều các khía cạnh khác nhau như tôi vừa trình bày. Và hôm nay tôi mang đến đây một bộ hồ sơ của cán bộ DB, là một cán bộ miền Nam, cán bộ miền Bắc, và đã vào miền Nam để tham gia tình nguyện vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình độc lập của dân tộc Việt Nam. So today I bring along to introduce to all of you a set of archive documents. It is from archive of civilian soldiers from the north who volunteered to go to the south for the reunification war. Đây là một bộ hồ sơ.
viết bằng đa phần là ngôn ngữ viết bằng tay của một cán bộ miền Bắc. So there is the document mostly handwritten. Hồ sơ này cung cấp đầy đủ thông tin của một cán bộ. Which provide quite a lot of information about the civilian soldier from the north. Nhưng điều tôi muốn giới thiệu ở đây đó là đơn tình nguyện của cán bộ này khi vào Nam công tác. What I want to highlight here is the a kind of document. It is the form to volunteer made by the civilian soldier to join the Vietnam War in the South. Vào những năm 70, vào những năm 50, 60, 70 thì Việt Nam đang phải thực hiện cuộc kháng chiến để giành độc lập dân tộc, và người cán bộ này đã viết lá đơn để tình nguyện đi chiến đấu cho hòa bình, độc lập của dân tộc. Và anh đã viết lá đơn này và đã ký bằng máu của mình để thể hiện quyết tâm và thể hiện cái lòng yêu nước, thể hiện cái quyết tâm về hòa bình của mình. So the soldier wrote this volunteer form by himself and signed by his own blood to show his strong determination to join the fighting for independence. Ở đầu bức thư và ở cuối bức thư là anh đã ký bằng máu của mình, bằng vân tay. So, yeah, at the beginning and also at the end of the form, he put his own signature with his blood. Đấy là một trong những một cái nét nổi bật của truyền thống và của văn hóa của người Việt. So probably you can feel the spirits of the Vietnamese people. Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam còn thể hiện ở nhiều khía cạnh khác. Đây là hình ảnh tà áo dài của người Việt Nam. And the national identity of Vietnam is also well reflected in our aspect. Tà áo dài này được thường xuất hiện trong các ngày lễ hội hay trong các sự kiện quan trọng của đất nước, của các quốc gia, của các cơ quan. And the national long dress, we call it áo dài. Yeah, this also kind of very popular national identity symbol. Hay là đây là những là một loại hoa cũng được gọi là một biểu tượng quốc hoa của Việt Nam. Hoa sen. And, yeah, you can see the lotus flower. It is also considered one of the national flower symbol of our country. Loài hoa này sống ở môi trường nước và có ở hầu khắp từ Bắc vào Nam của Việt Nam. You can find it in the north or in the south country wide. Gắn liền với cái điều kiện tự nhiên môi trường của một đất nước nhiệt đới như của Việt Nam. And its living condition is quite in line with the climate condition of the country. Tuy nhiên có lẽ là biểu tượng văn hóa sẽ được rõ nhất qua các biểu tượng quốc gia của Việt Nam. But các bản sắc văn hóa. More importantly, the Vietnamese national identity is very well presented in the official national symbols. Đó là quốc kỳ Việt Nam. Which are the national flag, national anthem, and the national emblem. Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện lần đầu trong cuộc cách mạng, cuộc khởi nghĩa của nhân dân Nam Kỳ vào năm 1940. The red flag with yellow star, our national flag, appeared for the first time in many protests in the places where the revolutionary government was established in the south. Quần chúng nhân dân ở khu vực này đã dùng ngọn cờ này giống như ngọn cờ tập hợp quần chúng, tập hợp lực lượng để kháng chiến, để giải phóng cho địa phương mình. So the local people in the south use this kind of flags to gather all peoples for the fighting. Về sau này, lá cờ này đã được sử dụng trong rất nhiều cuộc khởi nghĩa, cuộc cách mạng của nhân dân Việt Nam trong những năm 1940 đến 1945. And later on, this flag was used in different uprisings during the revolutions. Đặc biệt là trong cuộc cách mạng tháng 8. Especially during the August Revolution. Đây là cuộc hình ảnh tổng khởi nghĩa tháng 8 ở Hà Nội. This is a photo about the gathering in August Revolution in Hanoi capital.
Trong hình ảnh này thì rác cờ, lá cờ đã được nhân dân, được các binh sĩ cầm đi ở rất nhiều nơi, ở rất nhiều địa điểm. And a lot of soldiers and the local inhabitants raised the flag. Và trong thời kỳ hoạt động cách mạng thì lúc bấy giờ người dân Việt Nam không phải ai cũng biết chữ, và lá cờ giống như một niềm tin cách mạng để truyền tay nhau giữa những người con cách mạng. So during that period, not everyone can read and write well, so the national flag is a kind of symbol to be handed over to different peoples as a way of raising our solidarity spirit. Lá cờ của Việt Nam lúc bấy giờ có hình dáng đó là theo hình chữ nhật, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh. So according to the official decree for issuing this national flag, our flag is a kind of rectangular shape with the width equals 2/3 of the length, the bright red background, and in the middle is the bright yellow star. Màu đỏ của lá cờ nó tượng trưng cho cái màu máu của dân tộc, của người Việt Nam, và tượng trưng cho nhiệt huyết, màu của cách mạng. So the red background symbolizes the blood color, the color of enthusiasm, the will, the belief, the spirit of sacrifice to fight for the independence of the country. Ngôi sao vàng 5 cánh tượng trưng cho tầng lớp của người Việt Nam, các thành phần giai cấp của xã hội Việt Nam. The yellow star represent for the line of revolutionary leadership, and the five points represent for five classes. Đó là năm thành phần như sau. Sĩ nông, đấy là nhân sĩ trí thức. Thứ hai đó là nông dân, thứ ba là công nhân, thứ tư đó là thương nhân, và thứ năm đó là tầng lớp binh sĩ. Thành phần binh sĩ là năm cái tầng lớp, cái thành phần trong cái xã hội của Việt Nam, và sự đoàn kết của năm cái thành phần giai cấp đó, thành phần xã hội đó, giống như sự đoàn kết để tạo nên một ngôi sao vàng vững chãi. So the five classes include the intellectual, the workers, the farmers, the businessmen, and the soldiers. And these five classes strongly unite together to make the country develop. It's like a five star shape forming together. Màu vàng của lá cờ nó còn là tượng trưng cho màu da của người Việt Nam, da vàng. And the yellow color of the star also represent for the yellow skin color. Hình ảnh của lá cờ mà các quý vị đang nhìn thấy có hai, có sự khác biệt. You can see the difference between these two colors on the screen. Lá cờ này là lá cờ được hình thành, là cái mẫu lá cờ nó từ khi ra đời cho đến trước năm 1955. The first, the above one was created by the year 1955. Ngôi sao vàng cánh của nó mập mạp hơn. You can see the ray shape is a little bit not as sharp as the below one. Mềm mại đúng không ạ? A little bit softer than the below one. Và lá cờ ở phía dưới này vẫn là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh của dân tộc Việt Nam, nhưng được nhà nước, chính phủ Việt Nam sửa lại, nó cánh sao vàng đã được thon gọn hơn. So after the year 1955, you can see the below photo of the flag and the rays of the star seems quite different. It's sharper. Và là hình dáng của lá cờ này. Mẫu của lá cờ này vẫn là lá cờ được sử dụng đến ngày nay. And this one is the official one until the moment. Là quốc kỳ, là biểu tượng của dân tộc Việt Nam. The national flag until now. Cờ Việt Nam được sử dụng rất nhiều trong các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội và trong đời sống hàng ngày của người Việt. So we can see the national flag appearing almost not only important events or festival but also like daily activity. Vậy ai là người tác giả của lá cờ Việt Nam?
So who is the author of the Vietnamese national flag? Tác giả lá cờ Việt Nam vẫn là một điều hết sức bí ẩn mà chúng tôi vẫn chưa tìm được những tài liệu để xác định rõ ai là tác giả của lá cờ. Tuy nhiên, có nhiều quan điểm, nhiều ý kiến cho rằng người vẽ lá cờ này là Nguyễn Hữu Tiến, một nhà hoạt động cách mạng quê ở Hà Nam. Actually, until now, the author of the national flag is in a secret because it's not clearly identified. But there are a lot of opinions saying that it's made by Mr. Nguyễn Hữu Tiến, a revolutionist born in Hà Nam province in the north. Đây là hình ảnh Nguyễn Hữu Tiến được nhạc sĩ Văn Cao, là một nhạc sĩ, một họa sĩ đã vẽ về chân dung Nguyễn Hữu Tiến khi mô tả lại việc là tác giả đã vẽ lá cờ. It is a painting made by Văn Cao, also very popular musician and painter of Vietnam. Bức ảnh này vẫn đang được lưu niệm tại nhà lưu niệm Nguyễn Hữu Tiến. Describing the image of Mr. Tiến drawing the national flag, and now it's been kept at the memorial building of Mr. Tiến. Quốc kỳ Việt Nam là một biểu tượng thiêng liêng và tự hào của người Việt. The national flag is a symbol enriching pride of the Vietnamese. Nó ra đời và gắn liền với cách mạng giải phóng dân tộc. It was born in association with the revolutionary period. Mặc dù vậy thì nó vẫn thể hiện được cái lòng yêu nước và cái khát vọng hòa bình độc lập của người Việt Nam. And it qua hàng ngàn năm lịch sử. And it expressed the aspiration for independence of the Vietnamese people through thousand years of history. Một biểu tượng khác, một hình ảnh, một giai điệu nhưng nó cũng thể hiện cái văn hóa của người Việt Nam. Đó là tác phẩm quốc ca của Việt Nam. So the next symbol is the Vietnamese anthem, the sacred and proud melody of Vietnam. Quốc ca Việt Nam được sáng tác bởi nhạc sĩ Văn Cao. It's made by a composer named Văn Cao. Đó là một giai điệu hết sức thiêng liêng và hào hùng. And it is a very sacred and heroic melody. Bài hát ra đời gắn liền với kỷ niệm của Văn Cao, những ký ức của Văn Cao và ký ức của dân tộc Việt Nam. And the song was born in line with a lot of memories, special memories of both the author and the Vietnamese. Vào năm 1944 thì nhân dân Việt Nam vẫn đang tìm mọi cách để đấu tranh để giành độc lập dân tộc. Và lúc bấy giờ, đội quân cách mạng của nhân dân Việt Nam cần có một bài hát để thôi thúc hoạt động, thôi thúc kháng chiến. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần phải có một bài hát cho đội quân cách mạng này. So during the 1944, the people still try a lot to during the revolution period, and people, especially the army, need a song to encourage all the soldiers to move ahead. Văn Cao lúc bấy giờ là đang mong muốn là sẽ được cầm súng để đánh giặc. And at that time, our author, Mr. Văn Cao, was very enthusiastic to join the army. Tuy nhiên thì ông lại được giao nhiệm vụ là sáng tác một bài hát. But at that time he was assigned to compose a song. Điều này đã làm ông rất bất ngờ. Which made him very surprised. Và sau một thời gian thì ông đã tìm cách để thực hiện nhiệm vụ của mình và đã đi tìm cảm hứng ở khắp con phố của Hà Nội. And after a certain period of time, he tried his best to fulfill the mission, and he wandered along different streets in Hanoi to get inspiration. Và cuối cùng thì ông cũng tìm ra được cái âm hưởng, cái nhạc điệu của bài hát và sáng tác được những dòng đầu tiên của bài hát. And after that, he was able to generate the very first melody of the song. Và ông hoàn thành nó trong nhiều ngày tại con phố số nhà ở số 45 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội ngày nay. And he completed it in his house in the building number 45 Nguyễn Thượng Hiền Street in Hà Nội. Đây là hình ảnh của nhạc sĩ Văn Cao. This is the image of our
offer. Cùng với lá cờ của Việt Nam thì quốc ca giống như một giai điệu để thôi thúc nhân dân, thôi thúc đội quân cách mạng hăng hái đấu tranh để giành độc lập dân tộc. Along with the national flag, the national anthem express the aspiration and spirit and motivate the Vietnamese people and the army to move ahead. Nếu lá cờ là ngọn cờ tập hợp thì quốc ca là một giai điệu tự hào, giai điệu thôi thúc. If the national flag is a symbol together, everyone, the national anthem is a melody to motivate everyone. Đây là hình ảnh bản nhạc quốc ca của Văn Cao được in và trên tem thư năm 1980. That is stem with the image of the songs, the national anthem made by Văn Cao, produced in 1995. Đây là một số hình ảnh về những cái ấn phẩm, những tác phẩm và những sản phẩm sáng tạo của Văn Cao, cũng như là những bức thư của tác giả gửi vào kho lưu trữ Trung ương. These the image of different symbols of the national songs as well as the letter made by written by Văn Cao sent to the archive center. Và những năm 80 thì ở Việt Nam có phong trào là sẽ mở một cái cuộc vận động là để sáng tác quốc ca mới để thay thế cho quốc ca của Văn Cao. In the 1980s there was a contest for a kind of new national anthem to replace the old one. Tuy nhiên sau rất nhiều năm và qua đất và được rất nhiều nhạc sĩ sáng tác nhiều bài hát, tất cả những bài hát đó đều không được nhân dân đồng thuận và bài quốc ca của Văn Cao, bài Tiến quân ca vẫn là bài hát được chọn làm quốc ca của dân tộc Việt Nam. After a long time, there were kind of a lot of new songs submitted, but finally they were not supported, and until now the national anthem of Vietnam was then made by Văn Cao. Bài hát của Văn Cao vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Until now, it's still the single one. Nếu như quốc kỳ quốc ca ra đời khi Việt Nam đang đấu tranh để giành độc lập, thì quốc huy Việt Nam lại ra đời trong những ngày Việt Nam đã được hòa bình, độc lập. So the next symbol is the emblem of Vietnam. It's quite different from the previous two. The previous two were established, were born during the revolutionary period, but for this one, it is made after we get independent. Và quốc huy Việt Nam đã thể hiện là một trong những biểu tượng thể hiện rất rõ nét về bản sắc của dân tộc Việt Nam. And this also expressed very well the national identity of Vietnam. Vào những năm 50 khi cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới. During the 1950s, Vietnam entered a quite different new period. Sau 5 năm giành độc lập thì Việt Nam bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới. After we got independent in 1945, Vietnam started building up a lot of diplomatic relations with other countries in the world. Và cần phải có một biểu tượng quốc gia để giao thiệp với các nước. And the government think that there should be a kind of national emblem. Và theo đề nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam thì cần phải sáng tác mẫu quốc huy và đã phát động một cuộc sáng tác mẫu quốc huy của dân tộc Việt Nam. According to the proposal from the Ministry of Foreign Affairs, there was a campaign to create the national emblem. Và yêu cầu đặt ra với mẫu quốc huy này đó là phải thể hiện được cái nền độc lập, cái khát vọng độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam, cái hạnh phúc của nhân dân và những nét văn hóa của dân tộc. And the campaign criteria is that the emblem should, the national emblem should show the slogan that independent, freedom, happiness and reflect the great national unity block. Cuộc vận động sáng tác quốc huy của Việt Nam đã được chính phủ và quốc hội Việt Nam phát động. The campaign was approved and issued officially by the government of Vietnam. Thu hút đông đảo những họa sĩ và những người làm công tác mỹ thuật tham gia sáng tác vẽ mẫu quốc huy Việt Nam. Attracting a lot of participants from different artists and people working in the art area. Họa sĩ Bùi Trang Trước và rất nhiều các họa sĩ khác đã tham gia cuộc thi này.
There were a lot of artists joining the campaign, including artist Bùi Trang Trượng and others. Với gần trong gần 300 mẫu dự thi sáng tác mẫu quốc huy thì họa sĩ Bùi Trang Trước đã gửi đến Ban Mỹ thuật Trung ương 15 mẫu quốc huy của mình. So artist Bùi Trang Trước had a very impressive journey to create the model Vietnam national emblem with 112 draft design, and finally his 15 option was selected. Đây là một số mẫu quốc huy của họa sĩ Bùi Trang Trước. Here are some drafts of a national emblem made by artist Bùi Trang Trước. Ông đã sử dụng rất nhiều những cái chi tiết là những biểu tượng của văn hóa, xã hội, kinh tế của Việt Nam. He used different kinds of symbols about the life and economy of Vietnam. Có thể là con trâu, cây lúa, tượng trưng của nền nông nghiệp. Like image of the buffalo or the rice representing for agriculture. Cây tre hoặc là cây dừa, rặng tre cây dừa đấy chính là những cái biểu tượng của nông nghiệp Việt Nam, của làng quê Việt Nam. Or the image of the coconut tree, which is a symbol of the countryside. Hay những biểu tượng khác như là cái đe, bánh xe là những cái biểu tượng về nền kỹ nghệ công nghiệp của Việt Nam. Or other symbol like the wheel clock, representing for the industrialization process. Cùng với đó những cái biểu tượng lịch sử như là đền Hùng hay là chùa Một Cột hay là văn miếu, tất cả những biểu tượng về lịch sử văn hóa cũng được tác giả sử dụng trong các mẫu quốc huy của mình. And other symbols of culture and history also reflected in his drafted design, like the Hoàn Kiếm Lake, the Hùng King Temple. Tức là rất nhiều những cái biểu tượng văn hóa của người Việt thì được tác giả lựa chọn. Và trong 112 mẫu mà tác giả sáng tác đã vẽ ra thì có rất nhiều những bức vẽ mà tác giả ưng ý, ông đã chọn 15 mẫu. Tuy nhiên thì 15 mẫu này đã được trình Ban Mỹ thuật Trung ương. Trong đó có một mẫu mà ông tâm đắc nhất, đấy là mẫu số 1 ạ. Đây là mẫu số 1 ạ. So among his 15 final submission, the first one is what he liked most. Mẫu này, mẫu số 1 này mặc dù là vẽ ở giai đoạn sau, nhưng ông đã đặt thứ tự đầu tiên trong 15 mẫu của mình để gửi lên chính phủ lựa chọn. Actually, this draft was made after a lot of others, but he named it first to submit to the government. Mẫu vẽ này sử dụng hai màu chủ đạo, đó là màu đỏ và màu vàng, sử dụng lá cờ của Việt Nam và biểu tượng về ngày độc lập của dân tộc Việt Nam. He used two main color of red and yellow with the image of national flag. Những bông lúa uốn quanh của biểu tượng. The bending rice. Hình ảnh mặt trời và hình ảnh cái đe. And the image of the sun and the kind of symbol for industrialization. Tượng trưng cho nền nông nghiệp và nền công nghiệp cũng như là cái ánh sáng của một chế độ xã hội mới ở Việt Nam. All combined to make the combination of industrialization and also agricultural industry in the light of a bright future. Một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà độc lập dân tộc của Việt Nam bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 năm 1945. The remarks is the 2nd of September 1945. So from that is we have a new era. Mẫu này đã được Quốc hội, Chính phủ của Việt Nam sửa chữa để chọn và hoàn chỉnh thành mẫu quốc huy của Việt Nam. And this draft was selected and further comment and also amended under the instruction of government and national assembly. Đây là quá trình mà hoàn chỉnh mẫu quốc huy của Việt Nam. This photo shows the process for finalizing the national emblem. Từ mẫu số 1 này thì dưới sự góp ý của chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mẫu đã được thay đổi một chút về hình dạng, nó không còn là hình tròn nguyên vẹn nữa.
So under from the first draft, it was then amended under the command of President Ho Chi Minh. It's not perfectly round as the previous one. Những bông lúa này đã được đầy đặn lên so với bản gỗ bản vẽ ban đầu, the, trở thành một vòng tròn khép kín. The bundles of ripened rice were dense and creating a circular shape. Hình ảnh mặt trời đã thay bằng hình ảnh nền đỏ của lá cờ đỏ sao vàng. The sun was replaced by brighter and bigger star shape. Cái đe đã được thay bằng hình ảnh của bánh xe công nghiệp hiện đại. And the symbol of industrialization is the wheel clock. Và ngày biểu tượng thời gian của cái ngày độc lập đã được thay bằng một cái chế độ chính trị xã hội của người Việt Nam. And the milestone 2 September 1945 replaced by the name of the country. Chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Democratic Republic of Vietnam. Các bạn đã thấy nhau sự khác biệt chưa? Can you see the difference? Yeah. Hình tròn đế đã được thay vào cái đế này là một cái đế thóp của mẫu quốc huy. Đấy là giai đoạn chỉnh sửa thứ nhất ạ. Và ý kiến mà thay cái đe này bằng bánh xe là ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. So replacing the symbol of industrialization is the command from President Ho Chi Minh. Họa sĩ Bùi Trang Trước là người đã tự tay mình sửa theo ý kiến của thành viên chính phủ. And Mr. Bùi Trang Trước himself created the modified version based on the government leader's comments. Hai mẫu quốc huy dưới, mẫu quốc huy ở dưới này là một bản tách màu, bản không tách màu. Đấy là mẫu vẽ quốc huy của họa sĩ Bùi Trang Trước, sau đó được đổ màu. The below photo is the pencil sketch of the symbol, and the above one is after his color. Sau đó chính phủ và Quốc hội Việt Nam tiếp tục thảo luận để hoàn chỉnh quốc huy của Việt Nam và được chỉnh sửa những lần sau đó. After that, the government leaders and National Assembly have further discussion to Các bạn có thể it. Quan sát về cái sự khác nhau ở cái bản cuối bức ảnh cuối cùng này với những bức ảnh trước đó để thấy rõ sự chỉnh sửa. So the final photo shows the final national emblem of Vietnam, and you can see the difference over the different pictures. Màu đỏ và ngôi sao vàng vẫn là hình ảnh trung tâm của mẫu quốc huy. Những bông lúa vẫn là những cái bông lúa ở xung quanh của mẫu quốc huy. Tuy nhiên, dải lụa màu vàng đã thay được bằng dải lụa màu đỏ với dòng chữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và bánh xe đã được nâng cao hơn lên một chút. So the big difference is that the red in the left photo, you can see the yellow silk pattern replaced by the red one in the final version, and also the position of the wheel clock was moved a little bit ahead. Đế của quốc huy đã được thay từ đế thóp sang một chiếc đế chõi hơn. Also the different shape of the bottom of the emblem thể hiện sự vững chắc của biểu tượng, showing the firmness and strong solidarity of the emblems of the symbol. Và để có thể hiểu rộng hơn, đó là sự vững chãi của nhà nước, của biểu tượng và của chế độ chính trị xã hội của Việt Nam. And more widely we could understand that it shows about the strong solidarity and the strong foundation of the country. Một hình ảnh tôi đưa vào đây đó là hình ảnh về những bó lúa của người Việt Nam. Bó lúa trong mùa gặt ở là các cánh đồng của người Việt Nam đấy ạ. Các bạn nhìn thấy người nông dân đang gánh hai bó lúa này. Khi chúng ta quay ngược cái bó lúa lên thì nó là một bó lúa đứng vững. Và chính tác giả đã sử dụng cái hình ảnh này để đưa vào trong cái biểu tượng của Việt Nam. So you can see the image of the farmer carrying two bundles of rice, and the firmness of the bundle could be reflected in the emblem. Việt Nam vẫn là một nước mà có lấy nền nông nghiệp làm nền tảng, vì vậy lúa gạo vẫn là một trong những cái nguồn lương thực chủ yếu và hết sức dồi dào của người Việt Nam và được thể hiện trong biểu tượng này. Vietnam is mainly based on the wet rice civilization, so
That's why the image of a rice bundle appear on the emblem. Sau quá trình thảo luận thì đến tháng 1 năm 1956, mẫu quốc huy Việt Nam đã chính thức được công bố trước toàn dân. After a lot of discussion and amendment until the year 1956, it was finalized and publicly announced to all the people. Mẫu quốc huy Việt Nam đó là hình ảnh bó lúa, hai bó lúa ở hai bên của mẫu quốc huy và làm nền đấy, ở xung quanh. Một bánh xe ở giữa và nền ở giữa là lá cờ đỏ sao vàng. Một dòng chữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa in trên dải lụa quấn quanh hai bên bó lúa. So we can see the key images in the symbol, including two bundles of bent rice, a cogwheel placed between the two bundles, a red tape with the words Democratic Republic of Vietnam and inside the national flag with red background and bright yellow star. Các biểu tượng của Việt Nam, biểu tượng quốc gia của Việt Nam chính là sự thể hiện rõ nhất của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. So we can say that Vietnam national identity is clearly presented through Vietnam's national symbols, national flag, national emblem and national anthem. Các bạn có thể nhìn thấy nét văn hóa của dân tộc Việt Nam ở đâu đó xung quanh các bạn, trong đời sống hàng ngày, trên những con phố hay trong cái nơi bạn sinh sống ở Việt Nam. Tuy nhiên, biểu tượng Việt Nam vẫn là những biểu tượng là nét chung nhất để tạo nên một cái giá trị bản sắc của dân tộc Việt Nam. So during the daily life, you can see and you can feel the partly about national culture or identity of Vietnam around you. But these three symbols are the ones that represent the official national identity. Những biểu tượng này xuất hiện trong thời kỳ lịch sử hiện đại là gần đây của Việt Nam, nhưng nó bao gồm cả cái truyền thống gần 4.000 năm dựng nước, giữ nước của dân tộc. These were created during the pre-modern history period of Vietnam, but actually it reflect a very long thousand years of history. Chúng tôi hy vọng là nội dung khái quát của ngày hôm nay sẽ phần nào giúp cho các bạn hiểu thêm về bản sắc, về văn hóa của dân tộc Việt Nam. So we hope that through a very short and brief presentation today, you can partly feel and see about the national identity through the Vietnamese national symbols. Một nội dung hết sức quan trọng buổi hôm nay nữa là chúng tôi muốn các bạn sẽ đưa ra quan điểm của mình về biểu tượng văn hóa, về bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam bằng những gợi ý mà chúng tôi vừa trình bày thông qua các cái vấn đề mà các bạn băn khoăn để chúng ta thảo luận. So we also hope that after the presentation, you can also share your opinions or your viewpoints about the national identity of Vietnam, not only through this symbol, but also from other topics in the daily life that you have a big concern about. Trong buổi ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất may mắn và vinh dự là có sự tham dự của con gái họa sĩ Bùi Trang Trước. Today we also feel very honored that the daughter of Mr. Bùi Trang Trước, who is the author of Vietnamese national emblem, also joined with us. Phần lịch sử ra đời cũng như là vẫn những cái ý nghĩa và cái quá trình, những cái ký ức hình thành nên cái biểu tượng này, thì chúng tôi muốn dành cái khoảng để cho các bạn quan tâm sẽ có thể hỏi hoặc là thảo luận, tham gia cùng với con gái của họa sĩ. So she may knows a lot of hidden secret or even hidden stories about the process that the other made the Vietnamese national emblem. So you can raise your question or feel free to ask Miss Thủy. Chúng tôi rất mong là nhận được sự phản hồi của quý vị, của các bạn. So that is the end of the presentation. So now for Q&A session and also talk with Miss Thủy. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thank you very much for your attention and please raise your voice. And then a few. Trước khi các bạn bước vào phần thảo luận, chúng ta thay đổi không khí một chút, mời bạn xem một clip ngắn liên quan đến việc giới thiệu các biểu tượng của Việt Nam.
So before moving to Q&A and discussion, we would like to introduce to you a very short clip capturing about the three Vietnamese national symbols. Please take a look. Tám mươi năm trước, khi đất nước đang sục sôi trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp, lá cờ này đã xuất hiện như ngọn đuốc dẫn đường tập trung lực lượng cách mạng. Ngay trong năm sau, chương trình Việt Minh năm 1941 đã xác định, sau khi đánh đuổi được đế quốc Pháp, Nhật, sẽ thành lập một chính phủ nhân dân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc. Để hiện thực hóa, khẳng định ngọn cờ dân tộc, ngày 5 tháng 9 năm 1945, quốc kỳ Việt Nam được ấn định. Không lâu sau đó, một bài hát được sáng tác theo nhịp bước quân hành, nhạc nổi cờ rong đã ra đời như để ủng hộ, thôi thúc, cổ vũ phong trào cách mạng. Bài hát mang tên Tiến Quân Ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Bài hát nhanh chóng trở thành bài ca cách mạng hào hùng. Năm 1946, Quốc hội khóa 1 đã quyết định chọn Tiến Quân Ca làm quốc ca. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập. Để khẳng định bản sắc dân tộc, vị thế ngoại giao của Việt Nam trên trường quốc tế, Quốc huy đã ra đời. 300 bản thảo mẫu Quốc huy Việt Nam gửi về Ban Mỹ thuật thuộc ngành Văn nghệ Trung ương. Đây là mẫu Quốc huy được chọn. Quốc huy được khẳng định vị trí trong văn bản pháp lý cao nhất, hiến pháp của nước Việt Nam. Một biểu tượng cô đọng, đầy đủ và xúc tích về đất nước con người Việt Nam. Quốc kỳ tươi thắm, quốc ca hùng tráng, quốc huy toàn diện, cũng như hòa bình, độc lập, tự do, chính là khát vọng, là sức mạnh Việt Nam. 80 năm qua, những biểu tượng này vẫn đang và mãi là sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam. Ba bóng vật thiêng liêng đã song hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử cho đến ngày nay. Trở thành biểu tượng quốc gia, niềm tự hào dân tộc. So now we're actually on time after starting late, which is amazing. So we'll have Q&A now. But if we try and, depending how many questions we have, we'll try and end Q&A about 11:15 later. So we've got time to go around the exhibition. And then you can continue Q&A. But in order to be able to pick up on the live stream, we'll do handheld, okay? So one mic can go round. So if anyone has any questions, please raise your hand. And Van can translate. And also Thuy is here. Thuy Oi. Thuy. Dende. So Thuy, the artist's daughter, is here. So you can direct any questions direct to her as well. And as I said, followed by the exhibition where you can chat more, because the exhibition has a lot more information than what you've seen today. And it's quite inspiring and it's lovely. And then there's some drinks, etc., etc. So please, if anyone's got any questions,
please raise your hands. If you haven't, you can chat more with them in the exhibition. Any questions? Trước hết là câu lạc bộ FVH cũng như là ban tổ chức ngày hôm nay thì trân trọng gửi lời cảm ơn tới cô Thủy đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là để chia sẻ và giao lưu cùng với các khán giả. Vâng ạ, rất là cảm ơn cô. Thế thì trong khi mà mọi người chuẩn bị câu hỏi thì bọn cháu muốn hỏi cô một chút là cô có thể chia sẻ thêm về cái quá trình mà họa sĩ Bùi Trang Trước sáng tác cái biểu tượng quốc huy của Việt Nam, bởi vì là theo như chia sẻ của chị Lý trong buổi ban nãy thì là họa sĩ đã sáng tác rất là nhiều bản, hàng trăm bản, và cuối cùng thì mới ra được 15 bản cuối cùng để trình Quốc hội và Chính phủ. Thì cái quá trình sáng tác đấy cũng rất là, chắc là nó cũng rất là gian nan và vất vả, thì cô có thể chia sẻ thêm với khán giả không ạ? So during the time you still think about your question, we would like to invite Ms. Thủy to share a little bit more about the creativity process of her father, artist Bùi Trang Trước, during the time he created hundreds of draft version for the national emblem. So she would be willing to share with us more. Năm 1953 thì họa sĩ Bùi Trang Trước có được biệt phái sang phủ thủ tướng để vẽ những bằng khen huân huy chương cho chính phủ Việt Nam. Thì so I'd like to share a little bit more about the process of creativity of my father, and starting with the year 1953, so artist Bùi Trang Trước was assigned to support for the prime minister to make the drawing draft for a kind of different medals and prize certificate. Tại tại thời điểm đó thì họa sĩ Bùi Trang Trước có được cái thông tin là sáng tác mẫu quốc huy Việt Nam, thì bắt đầu từ năm 53 cho đến năm 55 họa sĩ miệt mài, lao động miệt mài để sáng tác ra mẫu quốc huy Việt Nam trong thời điểm 2 năm. So at that time, since the year 1953, artist Bùi Trang Trước heard about the campaign launched by the Ministry of Foreign Affairs about creating the national emblem of Vietnam. So after two years from 1953 to 1955, he spent a lot of time and effort for his creativity process to join the campaign. Hành trình sáng tạo mẫu quốc huy của họa sĩ thì là họa sĩ sáng tác từ những cái bản vẽ chi tiết cho đến những bản mẫu là 112 mẫu. So in total, artist Bùi Trang Trước generated 112 different draft versions of the emblem. Trong 112 mẫu đấy thì họa sĩ có nghiên cứu chắt lọc ra được 15 mẫu quốc huy để trình ban mỹ thuật ngành văn nghệ trung ương. So among these 112 versions, he finally selected the 15 best version from his viewpoint to submit to the committee. Từ 15 mẫu quốc huy được ban mỹ thuật ngành văn nghệ trung ương là chọn để trình chính phủ để lựa chọn ra mẫu quốc huy Việt Nam, thì 15 mẫu đó thì họa sĩ Bùi Trang Trước đã nghiên cứu và tập trung vào mẫu số 1 để hoàn thiện mẫu quốc huy. So among these 15 submissions, my father really liked the first version that you have seen on the screen during the presentation, and he tried to make it much better for further submission. Mẫu số 1 thì là có cái đe là thể hiện nền công nghiệp cá thể. Thì
Bác Hồ có góp ý cho họa sĩ là cái đen nó thể hiện nền công nghiệp cá thể thì nên dùng hình tượng để tượng trưng cho nền công nghiệp hiện đại. Thì họa sĩ đã, trong 15 mẫu thì họa sĩ đã có 8 mẫu là có bánh xe, thì họa sĩ mới hoán vị bánh xe sang thay cho cái đe để vào cái mẫu, cái bánh xe nó thể hiện là nền công nghiệp hiện đại. So the in the his original draft of the first sketch, the symbol of industrialization he used is a kind of object representing for the individual industrialization. But after submission, President Ho Chi Minh commented that it's better to be changed to a symbol representing for the, how to say, the overall community rather than individual. Mẫu quốc huy thì họa sĩ có thể hiện có 5 hình ảnh thành tố là bông lúa và bánh xe và giải lụa. Và dòng chữ trên giải lụa có dòng chữ thì là bố tôi thể hiện là giải lụa và nền là màu đỏ. Còn bánh xe mới lại sao ngôi sao năm cánh là thể hiện là màu vàng. Thế từ những cái sau khi được bác Hồ góp ý thì bố tôi đã chỉnh sửa 3 lần để ra được cái mẫu quốc huy cuối cùng mà được Quốc hội tháng 9 năm 55 thông qua cái mẫu quốc huy của bố tôi. So sau 3 lần chỉnh sửa. After the artist really appreciated the comment from President Ho Chi Minh and he changed the symbol of industrialization to the Wilcox, as you can see until now. And after that he made finally he made 3 versions, 3 modifications until finalizing the one to submit. Trong cái thành tố của quốc huy thì như là bố tôi nghiên cứu rất kỹ, như kia những cái bông lúa thì là bố tôi xuống ruộng lúa để hái cái bông lúa lúa nước của Việt Nam để nghiên cứu. Nó hai bông lúa nó rủ vào bên trong để ôm lấy cái đe. Tức là nó thể hiện là bông lúa Việt Nam, lúa nước Việt Nam. So during the drawing process, my father made a lot of research about different components of the emblem. For example, like for the rice image, my father had to go to the rice fields by himself and observe the rice very clearly and very passionately to make the bending rice bundle. So finally, in the September of 1955, it was approved by the National Assembly as the official version of the emblem. So that is the brief about the whole creativity process of the artist. Do you have any question? May I ask how many, who helped to his father to choose the 15 best pictures, or he does by himself? Không, không một mình họa sĩ nghiên cứu, coi như là trong 2 năm liền là lao động rất là miệt mài để nghiên cứu ra những cái hình ảnh, rồi từ những cái chi tiết nửa bên, tức là các cái bông lúa nửa bên một xong là lại nhập vào thành, gắn vào thành một nửa, một mình cũng nghiên cứu sáng tác tại trên ở tại phủ thủ tướng, ở văn phòng chính phủ ở trên Việt Bắc đấy. Đấy thời kỳ đấy là cụ làm ở trong phủ thủ tướng mà để vẽ huân huy chương cho nhà nước, thì là cụ mới được tin là tham gia sáng tác mẫu quốc huy, cho nên là cụ làm ở trong ý miệt mài trong 2 năm liền để sáng tác ra quốc huy ở Việt Bắc đấy. Làm xong về sau cũng về để chỉnh sửa đấy. So your question is like he got any support from the other or he created by himself, right? No.
là ai giúp chọn, chứ không phải ai giúp mình vẽ. Okay. Yes, sorry for the misunderstanding. So she answered that among the 15 submissions, the selected one was decided by the Ministry of Culture at that moment. And they decided to select it, and they also issued the official letter for him to select it and continue modification. The next one. First of all, thank you for a wonderful talk, and the stories are just wonderful. So just to say, I've really enjoyed the speakers. My question was about color and influences on color, and particularly the red and the yellow. So for international, from a development of socialist history, we're of course used to the red and the yellow from the communist, from the socialist period. So I was interested, what were the discussions about the red and the yellow in the Vietnamese emblem and the flag, comparing to the colors of the red in the international, or were there debates about the red and the yellow, and how do they differ where we've ended up now with those colors? Okay, thank you very much for your question. So may I repeat the question like this? You would like to know about the difference between the red and yellow color in the Vietnamese context compared with the red color of other international symbols. Yes, and particularly with the from the socialist background of the red, I'll say communist red, and the hammer and sickle, and the communist red. And I'd like to understand what were the dialogues even with her father about the choice of red and where we've evolved with the red and the yellow today, and the red and the yellow in your T-shirt, and the official red and yellow in the symbols where we've ended up today. Okay, thank you. Dùng cái màu đỏ là tượng trưng cho màu máu. Họa sĩ Bùi Trang Trước là dùng hai màu đỏ và màu vàng để cái biểu tượng quốc huy ý. Màu đỏ nó là biểu tượng là màu máu, màu lá cờ của dân tộc Việt Nam. Còn màu vàng nó là màu sơn son thiếp vàng để thể hiện lên cái hình ảnh ngôi sao. Đấy là hai màu nó gắn liền với màu của dân tộc Việt Nam. So from her personal perspective, that actually the red color in the national emblem, from the opinion of the other, it represents for the color blood that a lot of soldiers and the army of Vietnam already contributed to the uprising and fighting for independence of a country. And the yellow color, from the other's opinion, is the color, the traditional color of Vietnam, from the Lacco painting tradition, and which also represent the yellow skin of the Vietnamese people. Maybe I can add another question. From the memories of speaking with her father, in many of his designs, did he think about the color? Did he speak about saying,
is this the right shade of red or the right shade of yellow? We understand that the red and yellow, but did he ever speak about the nuances of the color, if you, the differences of the red and the yellow? Okay, thank you. Thời gian mà sáng tác Quốc Huy thì họa sĩ Bùi Trang Trước có làm ở trong phủ thủ tướng để vẽ huân huy chương, cho nên là cũng không được gia đình cũng không được tiếp xúc mấy. Sau khi đấy cái cụ sáng tác xong thì về cụ kể lại cho thì con cháu được biết thôi, chứ cũng còn cũng không được gặp trực tiếp mấy, vì là công việc mật đấy, cho nên là cũng không được trao đổi trực tiếp với cụ nhiều. Cụ chỉ làm ở trong phủ thủ tướng đấy, chỉ biết là cụ nói là cụ chọn hai màu là màu vàng nó là sơn son thiếp vàng, và màu đỏ là màu cách mạng, màu đỏ máu, màu cách mạng của lá cờ đấy. So thank you for your question, but actually her father made the national emblem during the time he stay in the Việt Bắc province in northern Vietnam during the revolutionary period. So he spent 2 years in the kind of office of the prime minister for creativity, and at that time he did not stay with the family. So after the process, he just came back and just explained about the opinion of his using red and yellow without any detail about the nuances of the color. Vì là cái công việc của họa sĩ là vẽ tiền cho nhà nước Việt Nam, cho nên là nó là công việc mật, cho nên là cũng không được giao tiếp với ở bên ngoài nhiều. Cho nên là những công việc mật của cụ ngay như đến gia đình vợ con cũng không được biết đâu. Thế cho nên là cụ làm trong công việc thầm lặng lắm. Chỉ biết là lao động làm thôi. Nhiều khi là cụ sáng tác tiền hoặc là vẽ huân huy chương là ở trong phủ thủ tướng ấy, thì là gia đình có được biết đâu. Không biết đến lúc mà cụ sáng tác tiền xong mà đổi tiền ở Việt Nam thì lúc đó nói thì vợ con mới biết là cụ đi để sáng tác tiền nó đổi tiền. Cho nên là cái công việc của cụ là công việc thầm lặng. So gives further sharing that actually his father, her father job at that time is quite kind of secret one, because he support the government to design the banknote and the design of the medals. So it's quite secret, and information was kept in security. He even did not share much about his job with the family members, a wife or children. Even after he finished all the tasks, he came back and just say that I just completed it without further sharing. So, mời bác ạ. Rất là cảm ơn xin cảm ơn chị Stella và FVH đã mời tôi đến đây. Tôi chỉ là người Việt Nam tham dự cái buổi hôm nay, nhưng mà rất là ấn tượng vì cái bài phát biểu của chị Lý. Hello everyone, and actually today I'm very honored to be invited by Friends of Vietnam Heritage to join this session. So for your information, this is Mr. Trần Đoàn Lâm, who is the chief editor of the World Publishing House. Okay. Tôi thì không gặp cụ Bùi Trang Trước, tất nhiên. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong quan niệm của tôi hoặc là của người dân Việt Nam nói chung thì màu đỏ và màu vàng là hai màu rất là quen thuộc trong cái hệ thống quan niệm về ngũ hành của văn hóa truyền thống người Việt. Actually, I was born in the later period, so I could not have chance to meet or talk with Mr. Trước, the artist of national emblem. But from as far as I know, that the red and yellow color are very popular
color in the traditional culture of Vietnam, especially in the system of five components of Eastern culture. Tôi nghĩ rằng khi sáng tác ra biểu tượng emblem đó thì họa sĩ cũng đã nghĩ đến cái màu truyền thống của người Việt. And I guess that during the creativity process, the artist also thought a lot about the traditional color of Vietnamese people. Màu đỏ đó là tượng trưng bằng lửa và đồng thời là tượng trưng cho tương lai tươi sáng. The red represent for the color of fire and also toward a bright future. Màu vàng thì tượng trưng cho lúa, bởi vì Việt Nam là đất nước nông nghiệp, nhưng đồng thời trong ngũ hành là tượng trưng cho đất. Và đất chính là một cái yếu tố rất quan trọng trong văn hóa trồng lúa nước. So the yellow also represent for the color of rice, and also in the oriental philosophy represent for the color of earth. Như vậy, từ màu đỏ dẫn đến là tượng trưng đây mà màu máu của người, cho nên là tượng trưng cho sinh khí và sức sống. So the red color represent for blood, and also that's why it symbol of vitality. Và trong 2000 năm lịch sử thành văn của người Việt thì người Việt Nam đã phải tham dự vào 200 cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau. During the 2000 year of history of Vietnamese people, we have to get battle in the 200 wars from small to big scale. Cho nên là nhiều người đã ngã xuống và màu đỏ chính là màu máu. So a lot of soldiers sacrificed their life for the country and của những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. And the red is represent for the color people who sacrificed their life. Màu vàng thì sẽ gợi đến một cái cánh đồng bội thu, cánh đồng lúa bội thu. And the yellow refers to a battlefield with ripened rice. Và hơn nữa, trong lý thuyết ngũ hành thì màu vàng nằm ở vị trí trung tâm. And in the oriental philosophy, the color of yellow is at the center. Yeah. Và nếu mà chúng ta thăm các cái công trình kiến trúc tôn giáo hoặc là đền đài miếu mạo của người Việt, hoặc là trong cung trong Hoàng thành Huế đó, chúng ta thấy là vàng son là một cái thuật ngữ được dùng khá nhiều và được áp dụng khá nhiều trong kiến trúc cổ truyền của vị người Việt. If so, if we have chance to go to visit around the religious building and temple around the country, especially in the capital city of Huế, in the central of Vietnam, we can see that the yellow color is very popular. Vâng, tôi nghĩ như vậy. Xin cảm ơn. That's also my add-on to your question. Xin cảm ơn bác ạ. Okay. Thank you, Mr. Lâm, a lot for your further sharing. Nhưng cũng tiện xin hỏi, xin phép chị Stella lạm dụng thời gian là hỏi chị Thủy, bởi vì là cách đây một số năm thì đã xảy ra cái chuyện là tranh chấp về bản quyền về cái quốc huy. Vậy chị có thể nói sơ qua được cái việc tranh chấp đó không? Okay. So now the question for Miss Thủy is that a few years ago there was a kind of dispute about the original copyright of the national emblem. So please explain more for us. Vâng, cảm ơn cô Thủy. Thực ra là hôm nay đã đến đây để trực tiếp vừa là lắng nghe vừa là chia sẻ những cảm nghĩ về quá trình sáng tạo quốc huy, và chúng tôi thì rất là vinh dự. Hôm nay thì chúng ta cũng nhìn thấy một số mẫu bản gốc mà chúng tôi đưa ra. Trong 112 bản gốc, các anh chị có thể nhìn xung quanh. Đấy là các bản gốc và gia đình đã gửi tặng cho Lưu trữ Quốc gia 3. So today, thank you Ms. Thủy again and all the members for joining with us. You can see that around the space here we display a couple of original sketches of artist Bùi Trang Trước when he made the national emblem, which was contributed by his family to the National Archive Center. Tôi xin phép được nói thêm một chút, bởi vì
ở trong bài diễn thuyết thì cũng đã đề cập là tất cả những cái bức vẽ này là do họa sĩ Bùi Trang Trước đã vẽ. Thế và cô Thủy cũng vừa nêu, tức là cái cuộc đời sáng tác của ông ấy, ông sáng tác là ngoài các cái mẫu quốc huy mà hôm nay chúng tôi giới thiệu thì có cả tiền, cả tem và các huân huy chương. So as you can see from our presentation that it is our artist Bùi Trang Trước who was the creator of the national emblem, and besides that symbol, he also created a lot of other design for the country, such as the banknote, the medals. Thực ra là chúng tôi cũng sẽ có những cái cơ hội để tiếp tục và giới thiệu các tác phẩm của ông. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng là năm 1951 khi mà Bộ Ngoại giao đề nghị là có một cái cuộc phát động để sáng tác quốc huy thì ông Bùi Trang Trước đã tham gia sáng tác. In the coming time, we will display more about the draft version of all of the creativity of artist Bùi Trang Trước. And maybe you know that we already share in 1951, the Ministry of Foreign Affairs created a campaign for creating the national emblem. Sau khi mà ông gửi các cái bức vẽ cho Ban Mỹ thuật Trung ương thì đến khoảng 1954 thì ông được giao nhiệm vụ bí mật là sang Trung Quốc để vẽ tiền. Okay, so he spent a couple of years from 1951 to generate hundreds of draft versions for the national emblem. And until 1956, he was assigned by the government to have a business trip to China to design the banknote. Chính vì vậy thì cái bản cuối cùng mà được Quốc hội thông qua thì đã được giao cho ông họa sĩ Trần Văn Cẩn chỉnh sửa một số chi tiết. So during his business trip, the government needs a person to support for the little amendment of the final version before publishment to the public. So an artist named Mr. Trần Văn Cẩn supported on such stuff. Và những năm sau đấy thì ông Trần Văn Cẩn cũng đã được giải thưởng và được công nhận là tác giả của quốc huy Việt Nam. So after a couple of years, artist Trần Văn Cẩn, who support for the little amendment, was honored as the author of the national emblem. Tuy nhiên thì họa sĩ Bùi Trang Trước với tính cách là một con người rất thầm lặng, gọi là cống hiến hết mình cho nghệ thuật, thì ông không có cái ý kiến gì cho đến những năm cuối đời của ông, khoảng những năm 80. But actually, the artist Bùi Trang Trước, who was a very kind and very silent artist, he just very passionate about arts only. He did not make any kind of rejection about such decision. Vâng, thì ông đã viết một cái bức thư ghi rằng là tôi sáng tác quốc huy, và ông kể lại cái hành trình sáng tác quốc huy trong thư. Nearly at the end of his life, he wrote a letter sharing about his feelings and the process of creativity for the national emblem. Và sau đến khi ông mất thì ông cũng chưa được giải thưởng hay là được những cái công nhận nào bằng văn bản của nhà nước về cái việc là đã sáng tạo ra quốc huy. So unfortunately, after he died, there was not any official recognition from the government regarding his creativity. Sau đó thì gia đình cũng như là những học trò của ông cũng đã thực hiện một số các cái việc là đã làm đơn để đề nghị các cơ quan nhà nước, đặc biệt là đề nghị tới Bộ Văn hóa để công nhận Bùi Trang Trước là tác giả của quốc huy Việt Nam. So after that, his family members and also a lot of his students joined hands to submit some kind of document to the government for the recognition of his father's art. Và trong một cái hành trình rất là dài để đi tìm các cái bằng chứng thì là các cái tài liệu từ lưu trữ quốc gia cũng đã chứng tỏ rằng là đã có một bức thư của công văn của Bộ Văn hóa gửi sang là nói rằng là đề nghị là có ý kiến đối với các mẫu vẽ do ông Bùi Trang Trước vẽ. So there was a lot of effort among different people and the government groups to look for the proof of his creativity with the collaboration of National Archive Center. Và cũng thực sự là công chúng
cũng như là đặc biệt là gia đình sau khi mà đã gửi tặng toàn bộ các tác phẩm, các mẫu vẽ của ông vào lưu trữ quốc gia thì chúng tôi đã triển lãm hai cuộc triển lãm những năm 2003 và gần đây nhất nhân dịp mùng 2 tháng 9 ngày 25 tháng 8 ở Bảo tàng Mỹ thuật thì đã có một trưng bày về mẫu quốc huy Việt Nam. So after a long time that we collaborated with his family, we decided to launch the public exhibition to introduce all of his creativity history to the public. And we met one in 2003 and the latest one is last September of this year with at the Museum of Fine Art. Và chúng tôi cũng thấy rằng là việc mà vinh danh cho ông Bùi Trang Trước thì đang được rất nhiều các cơ quan nhà nước tiến hành, gia đình cũng như là học trò của ông cũng như là rất nhiều các phóng viên, các cơ quan đã hỗ trợ. So during the recent time, the family received a lot of support from the public media and also a lot of organization to have recognized him officially. Và ông cũng đã được tên ông được đặt tên đường tại thành phố Hà Nội và Đà Nẵng vào năm 2019. And two streets in Hà Nội and Đà Nẵng was named after him in around 2 or 3 years ago. Và chúng tôi rất là vui mừng bởi vì là hiện nay thì bộ hồ sơ để trình công nhận giải thưởng Hồ Chí Minh cho họa sĩ Bùi Trang Trước cũng vừa được Hội Mỹ thuật Trung ương thông qua và rất là mong rằng một ngày sớm nhất thì ông cũng sẽ được vinh danh giải thưởng Hồ Chí Minh cũng như là được ghi nhận chính thức là tác giả của quốc huy Việt Nam. Yeah, so at the moment there was a official submission of his family to the government for the prize of for the Ho Chi Minh Prize, acquire a precious prize for the artist community, and we hope that in the coming time we will receive good news. Vâng, nhân dịp này thì cũng xin trân trọng cảm ơn cô Thủy đã đến tham dự cùng chương trình và chúng tôi cũng có một bó hoa để cảm ơn cô. Yeah, so on occasion we would like to say thank you to Miss Thủy and his family and her family for a strong support and collaborating with the National Archive to introduce about his father arts vâng. Work to the public. Kính thưa quý vị, trong các nội dung của buổi sáng hôm nay thì chúng ta cũng đang đến những cái phần gần như là kết của chương trình diễn thuyết. Chúng ta sẽ còn một chương trình nữa.